Bây giờ em muốn ảnh biểu diễn thể hình cho em coi không? Ok chị. Ok chị. Em đợi nãy giờ đó mà dạ. Em ngại quá em không dám nói. Biểu diễn cho cô làm coi đi, là cô quyết định cô có bấm nút chọn em hay không. Thôi, thôi đi bạn. Dạ, chào anh Nguyễn Linh và chào chị Cát Tường ạ. À. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả ạ. À. Em là Võ Trường Kha, năm nay 28 tuổi. Hiện tại là em làm nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình PT ạ. À. Và vẫn là vận viên thi đấu. À, làm ở đâu? Dạ, em làm ở bên quận 7 ạ, à, và quận 4. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, em ở người Sài Gòn ạ. À. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, hiện tại em 24 tuổi. Em là hiện tại là sale du lịch ở tại công ty Thanh niên Thời Đại và em cũng kiêm làm visa luôn. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Ninh Thuận, hiện tại em đang ở quận 3. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là em vui vẻ, hòa đồng, hơi tưng tửng. Với lại em biết lắng nghe người khác đó chị. À. Em rất là dễ cảm thông với người khác, sống tình cảm. Còn điểm yếu của em á là hơi tưng tửng. Cũng là nó, nhưng mà cái yếu nhất của em á là hơi hay quên, bị não cá vàng. Và cái cấp độ của em á có thể là quên trong 5 giây. Có thể là nói xong em từ tay này em lọt tay khác. Và đôi khi nó còn bị lãng lãng. Bạn gái nhớ tên bạn nam không? Thì đó em nói rồi. Hỏi lại đi, từ giờ tới cuối chương trình cho hỏi 10 lần á. Anh hàng xóm ơi. Ơi em. Anh tên gì vậy? Võ Trường Kha em. Anh Kha hả? Đúng rồi em. Dạ em sẽ ghi nhớ. Rồi em hỏi ảnh đi, anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Anh ơi, hiện tại thì anh thích cái gì nhất vậy anh? Anh chỉ thích chơi thể thao thôi chứ anh cũng không biết như cái gì hết. Trời ơi chị, vẫn động viên của người ta đó. Em quen chạy xong của anh luôn. Dạ, dạ anh đang sợ là anh còn có một mối duy nhất nè em. Không phải. Ủa, hả? Cái gì anh? Anh đang xả người, anh còn có một mối duy nhất à. Ủa kỳ vậy chị? Giờ anh đang lên là định 90kg á. Hiện nay là em đang nhiêu ký? Dạ em đang 81kg chị. 81 mà giờ em muốn lên nhiêu? 90 chị. 90 thì em làm sao? Dạ ăn ăn nhiều chị. Ủa lên thì chi vậy em? Dạ cho nó dưỡng cơ em á anh. À. Rồi xong mà tính hồi thi đấu á, em sẽ siết xuống lại 20kg. Trời ơi. Dạ. Xuống 20kg thì dạ. Bao nhiêu lâu mới xuống được 20kg? 3 tháng anh. Mai em chỉ anh nha. Bỏ đi anh Linh ơi. Ngoài cái ưu điểm đó là em còn ưu điểm nào nữa không Kha? Em không biết uống thuốc, không rượu và cũng biết nấu ăn nè. Chiều chuộng bạn gái số 1 chị. Em có mấy dạ. Mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình anh. Lâu chưa? Một mối tình đó là em quen từ lúc đi học là 7 năm. Một mối tình là quen là cũng gần 1 năm. Giờ quên hết chưa? Dạ người đó phản bội em. Phản bội là quên liền à? Mệt bỏ đi. Em bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình học sinh thì không tính đi. Rồi. Rất là dễ thương. Mối tình sâu sắc nhất của em là gần 5 năm. Em chia tay cách đây 5 rồi. 5 năm mà tại sao phải chia tay cơ? Tại vì gia đình em trải qua nhiều biến cố á. Họ thương em, họ không có phản bội em giống như anh kia. Nhưng mà họ không có chịu được cái sự khó khăn cùng nhau. Ta nói là yêu nhau thì cay đắng ngọt bùi cũng chịu, hạnh phúc phải sẻ chia. Thì họ chỉ hạnh phúc thôi, đôi khi á những cái vất vả này nọ thì họ không chịu được. Mẫu người bạn trai của em mong muốn là người như thế nào? Em thích bạn trai cao hơn em ít nhất là 1m7. Tại vì em thích mang giày cao gót như vậy nè. Cao hơn em chút xíu. Anh cao mấy nhiêu? Dạ à. À nhiều đúng 1m7 luôn. Đủ chuẩn ha. Đủ chuẩn, đủ chuẩn. Vẻ ngoài nhìn hiền lành, sáng sủa, dễ nhìn một chút xíu. À, còn về tính cách á, thì em không thích cái điều đầu tiên anh như anh nói là em không thích hút thuốc. Anh là đã uống rồi. Em cái mùi thuốc em rất là dưỡng luôn á. Em không chịu được và đôi khi em phải làm lố cái đó lên. Vậy là bữa nay em hên rồi đó. Hên. Em kết cái nữa là anh biết nấu ăn. Em cũng biết nấu ăn, em không có nấu ăn được ngon như là nhà hàng hoặc là trình bày đẹp mắt. Nhưng mà em có thể lo cho anh cái bữa cơm hàng ngày. Rồi. Đó là điều em rất là tự tin. Tốt. Dạ. Bên kia em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ thì em tìm một người bạn gái là dễ thương, hiền, rồi trung tình là được rồi chị. Có cái mẫu người lý tưởng không em? Về vóc dáng, ngoại hình. Vóc dáng thì em cũng không đòi hỏi cao bình thường thôi chị. Chỉ quan trọng á là tạo cho nhau một niềm tin, tạo hạnh phúc cho nhau là được rồi. Kính trọng người lớn mà ở nhà thôi là được rồi chị. Rồi. Dạ. Sao em gái tự đánh giá nãy giờ yêu cầu bên đây đưa ra em được bao nhiêu phần trăm rồi em gái? Dạ 80% anh. 80% hả? Dạ. Còn 20% còn lại là gì? Là để nhìn mặt coi sao, trời dễ thương. Ví dụ anh bên đây anh họp với em rồi, anh muốn tiến tới thì khoảng bao lâu em đồng ý? Nếu mà ok thì em cưới lúc 27 và có con lúc 28. Hoặc là em có con lúc 28 luôn. Cái đây là tương lai của em. Nói chung là mong muốn có đứa con. Đúng rồi. Rất bản lĩnh. Đó, em nghe hết rồi ha. Trời ơi, dữ quá. Có cách nào vỗ béo cho cô bên này không? Dạ có chị, bình thường chị. Em là muốn nhân viên PT cá nhân mà chị.
À, nguyện vọng của cổ là muốn là lấy chồng hoặc là sanh con trước 28 thì ý em sao? Dạ thì bây giờ mình cứ tìm hiểu trước đi, rồi xong rồi có duyên có nợ với nhau thì sẽ tiến tới xa hơn. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Lừa dối. Dạ, tại em đã trải qua rồi nên em biết. À, em có thích sống thử không? Dạ, không. Người ta cho thử cũng không luôn. Không. Chắc không? Dạ. Cái mặt nhìn gian lắm nha. Thiệt đúng không? Dạ, nhà em khó lắm chị. Khó lắm phải không? Rồi. Đám cưới rồi mới đẻ nha em. 27 tuổi đám cưới, 28 tuổi đẻ là đẹp rồi đó. Rồi mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi, kéo rào. Dạ, em chào anh ạ. Anh tặng dạ, em. Dạ, cảm ơn anh. Với lại một món quà của anh á là thể dục. Anh tặng em cái dụng cụ này để em có thể em tập luyện ở nhà. Trời, em không có kinh nghiệm tập mấy cái này luôn á. Cái này làm sao anh? Có thể anh hướng dẫn cho em cũng được. Em cái này tăng đùi và tăng vòng mông của mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em muốn không? Anh hướng dẫn cho em tập luôn. Được không chị? Được, được. Em là cần phải tăng đều. Dạ. Đầu tiên động tác squat á, em có thể tập ở nhà. Em gắn cái này vô, trong ngay cái đùi của em. Phần đùi, dang động phần chân, đứng dang động bằng vai ha. Ngực vẫn thẳng cho anh. Phần mông em đẩy ra đằng sau, xuống squat. Một, xuống, hai, ba, bốn, mười cái, bốn hiệp vậy cho anh. Dạ. Mọi động tác. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, ok. Cái đó tập cho ốm đó, cái trường tập lộn đó. Tập cho còn 29kg đi. Em đừng các em khoái kiểu này nè. Tại vì em ơi trai mà nếu bạn em, mấy đứa bạn em thân em nói là em không có cửa với trai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới trai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Đâu cho cổ coi cái muối cái coi, dán cái bụng lên coi. Nhưng cái muối. Là một muối. Một muối rồi chị, còn bốn muối mờ thôi à chị. Xíu xíu coi. Em bóp vô cơ coi. Wow. Thiệt luôn á. Nó xỉu xỉu ngồi đi để xỉu à cưng. Đó, hai người nói chuyện thoải mái đi. Em hôm nay em có một bài hát muốn tặng cho anh. Thì em xin hát bài Cô Gái Mít Năm 2. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tinh dân trần. Người đã khiến tôi thần thờ, cho ngày qua tôi thân thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với anh. Bao điều rằng em đã thương anh nhiều, yêu anh từ lâu anh bình chẳng. Em tự tin theo nét riêng, chỉ cần một mến năm tam. Nhưng sao đáng yêu dịu dàng đôi môi thâm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên nếu người thuần thì tôi sẵn. Thưa chuyện mẹ cho xin được nến vợ chồng. Thương anh đã lâu nên nỗi sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Dạ xin hết ạ. Rồi tâm sự đi. Thời gian anh đi làm về thì một ngày anh làm mấy tiếng hồ? 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối thì có mệt không anh? Anh có mệt không? Anh được nghỉ trưa được 12 giờ anh về. Anh nghỉ trưa tới 3 giờ chiều anh vô làm tiếp ca. Công việc của anh là có stress nhiều không anh? Dạy cũng bình thường thôi. Mình có điều mình mệt mình nói chuyện thôi. Với lại những cái lúc mà giai đoạn thi đấu á, nó mệt giả người lắm. Tại khi mà xiết người xuống rồi nọ là cơ thể của mình nó hoàn toàn là... Anh có bị tán tỉnh nhiều không? Làm sao để anh không có bị do mình dao động em. Bởi những cái đó? Do mình thôi. Ví dụ mà mình cứng thì không có chuyện gì xảy ra hết. Dạ. Tính em nó hơi nóng á, kiểu là người ngoài á, bạn bè thì em rất là vui vẻ, nhưng mà người thân em rất, đôi khi em thể hiện cái nóng của em ra luôn. Nhưng mà anh chỉ cần ôm em vào lòng hoặc là anh nữ mà đừng em nữ hay nhõng nhẽo, em hay giận dữ bâng quơ. Nói chung là đàn ông nhẹ nhàng thì bảo cấp 12, 11 gì cũng xìu hết trơn á. Chỉ là thương thiện. Dạ, anh có muốn hỏi em gì không? Em muốn 28 có con à? Đúng rồi, 28. Cái này với lại một phần nữa anh thấy á, mình xác định trước cũng không được, cái này là do trời cho, của mình. Tại cái hướng ở đây mình vậy thôi. Bạn bè anh á cũng tính toán rồi về nọ, rơi điểm rớt rồi nọ mà cũng không thành, không có, có là không có. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ em muốn anh biểu diễn thể hình cho em coi không? Ok chị. Ok chị. Em đợi nãy giờ đó mà em ngại quá em không dám nói. Biểu diễn cho cô coi đi, là cô quyết định cô có bấm nút chọn em hay không.
cho cởi áo là to dữ lắm luôn á. Em đã có thi đấu lần nào chưa? Có giải thưởng gì chưa em? Dạ, em vừa đánh giải tháng 5 vừa rồi, Men Physics của Liên đoàn Thành phố Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em đều top 15 của... Quá dữ rồi ha. Rồi, thôi được rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta quyết định bấm nút hay bấm các bạn. Thỏa mãn rồi ha Cưng ha? Dạ, vui. Rồi, vui rồi đó. Phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Đó, giờ bắt đầu chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Men không? Men anh. Men thì làm đi. Ông hôn ông sướng mà ông làm giống như hai tôi đứng đây sướng vậy đó. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn.